Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị Hiệp đồng Giao nhận quân năm 2022 giữa địa phương và các đơn vị quân đội. Năm 2022, thành phố Đà Nẵng sẽ có 1.275 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 1.000 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 275 tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Công dân nhập ngũ được xét chọn đảm bảo các tiêu chuẩn. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị nhận quân thống nhất về thời gian, phương pháp thâm nhập hồ sơ, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ đúng quy định. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp theo dõi, quản lý chặt chẽ công dân sau khám tuyển sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Đồng thời các địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt địa điểm và công tác vận chuyển quân đến đơn vị an toàn, tiếp nhận chiến sĩ mới, bảo đảm phòng chống Covid-19. Lễ giao nhận quân trên toàn thành phố sẽ tổ chức vào ngày 16 tháng 2 năm 2022.